Ok, xin chào các bạn đến với kênh Yuki Ra Tarot Reading ha. Thì đầu tiên á, hôm nay mình sẽ trải bài về tình cảm tháng 3 của toàn cung, và đây là nhóm nước Song Ngư Cự Giải Bọ Cạp. Thì trước khi mà mình đến với cái trải bài của Song Ngư ngày hôm nay, thì mình xin gửi đến một cái thông tin, đó là cái bộ bài mà mình luôn luôn sử dụng trong cái tất cả những cái bài đọc về tình cảm của mình á. Bộ bài Love and Action Oracle nó có thể là mang đến những cái thông điệp cho mình nè, khi mình cần lời khuyên nè, hoặc là những cái câu hỏi của mình liên quan đến tình yêu nè. Ví dụ như là mối quan hệ của tôi là mối quan hệ có một người thứ ba nào khác xen vào hay không, thì nó sẽ có những cái câu trả lời cho mình. Thì ở cái bộ bài này do chính bản thân mình sáng tác và phát hành, thì cũng không phải là một cái điều gì mà quá là to tát hoặc là vĩ đại, nhưng mà mình cảm thấy nó giúp ích được rất là nhiều trong những cái trải bài. Vì vậy mình cũng muốn share cái bộ bài này cho các bạn nào mà có mong muốn hoặc là có duyên. Và hôm nay là ngày thứ tư mình quảng cáo về cái bộ bài này. Sau 10 ngày á thì mình sẽ chốt và mình không có phát hành thêm nữa. Ai có duyên thì mình sẽ cùng đồng hành với lại Yukihira thông qua cái bộ bài này ha. Và mình sẽ có một cái video YouTube để giải thích từng từng lá bài một ha. Bây giờ mình sẽ vào cái trải bài của ở phía dưới á, mình có cái phần Facebook của mình á, thì các bạn làm ơn inbox vào Facebook của mình ha, để mình lưu lại cái thông tin, và mình cũng sẽ gửi cho bạn về cái chi phí bộ bài hoặc là cái cách thức mua bài ha. Và bây giờ mình sẽ xem coi là Song Ngư tình cảm tháng 3 có cái gì ha. Và hiện tại thì mình cũng đang hiệu chỉnh lại một số cái vấn đề trong cái bộ bài này ha, bởi vì lần trước là mình làm trước Tết thì cái nhà in nó cũng không có được ổn định lắm á, cho nên là mình Ok, thì đầu tiên á, Song Ngư sẽ có cái gì trong cái chuyện tình cảm của mình tháng 3? Thì mình thấy rằng là Song Ngư sẽ có một cái tình yêu mới ha, bước vào cái cuộc sống của bạn ha. Và mình thấy rằng á, là cái tháng 3 này á, Song Ngư có một cái sức mạnh về cái nội tại của mình rất là nhiều. Mình thấy rằng là có cái sự cân bằng trong cái cảm xúc của mình. Mình thấy Song Ngư học được khá là nhiều bài học thông qua những cái câu chuyện này, nhưng mà mình vẫn thấy rằng Song Ngư thiếu một cái sự tin tưởng vào bản thân mình, thiếu một cái thiếu cái sự nỗ lực để đầu tư hoặc là cố gắng cho cái mối quan hệ này. Song Ngư vẫn còn nhìn về rất là nhiều chuyện trong cái quá khứ, những cái mất mát, những cái đổ vỡ, những cái phản bội nào đó mà bạn quên mất những cái người ở trước mắt ha. Mình thấy rằng tháng 3 này có những có người người ta đặt một cái nền tảng lâu dài với bạn trong cái mối quan hệ tình cảm. Ở đây bạn có lá commitment nữa ha. Ai đó muốn đặt một cái mối quan hệ lâu dài với bạn, nhưng mà bản thân bạn còn đang xem xét cái mối quan hệ này, chứ mình vẫn thấy là bạn vẫn còn đang mong chờ một cái tin tức của ai đó, hoặc là bạn vẫn còn đang trông chờ một cái điều gì đó. Nhưng mà mình thấy rằng cái về cái nguồn năng lượng á, thì Song Ngư vẫn muốn cho cái mối quan hệ này cơ hội, nhưng mà vẫn còn đang rất là lấp lửng hoặc là mấp mé hoặc là suy xét ha. Song Ngư chưa hoàn toàn có thể là vượt qua những cái giới hạn của mình để mà tập trung hoặc là hoàn toàn kiến tạo cho mình một cái điều gì đó thật tuyệt vời trong cái tình cảm. Bởi vì những cái cảm xúc buồn bã hoặc là những cái cảm xúc mà nó vốn dĩ là được in hằn trong cái trái tim của Song Ngư trong cái khoảng thời gian vừa rồi, nó vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều trong cái việc phán xét hoặc là đánh giá cái vấn đề của Song Ngư. Tuy nhiên là Song Ngư học được một cái bài học rất tuyệt vời, đó là yêu thương bản thân mình và nói không với những cái gì dưới giá trị của mình ha. Và mình thấy rằng là có những cái mình thấy rằng Song Ngư sẽ có những cái buổi nói chuyện hoặc là những cái cơ hội để mà có thể là ngồi lại nói chuyện một cách chân thành. Và mình thấy rằng là tự chung thì cái nguồn năng lượng của Song Ngư vào cái tháng 3 này nó tích cực hơn rất nhiều so với những cái tháng trước.
Một số bạn song ngư học được cái bài học của bản thân mình, học xong cái bài học của bản thân mình và đang rất là có một cái nguồn năng lượng nó cao hơn so với lại lúc trước. Cao hơn có nghĩa là mình biết cái cách control hoặc là kiểm soát cảm xúc của mình, hoặc là mình vượt qua được một số cái con sóng dữ hoặc là những cái mâu thuẫn nào đó ha, và mình đang hướng đến những cái điều tốt hơn. Nhưng mà tháng 3 này vẫn còn động lại là trong cái tính cách của song ngư, hoặc là trong cái cách suy nghĩ của song ngư lúc nào cũng có những cái sự không có tự tin, giống như là bản thân mình ai cũng may mắn hết á, chứ mà đến mình là thế nào cũng sụp hầm hoặc là cũng có những cái điều gì, và mình luôn luôn nghĩ mình rất là khó bước qua một cái vấn đề hoặc một cái sự việc gì đó, nó luôn luôn nằm ở trong đầu óc của mình rất là lâu, khá là lâu, và mình giống như là bị một cái chứng là luôn luôn cảm thấy mình là nạn nhân của mọi vấn đề ha. Thì mình cần phải thay đổi cái cách suy nghĩ, học cái bài học đó của mình thôi và tiến lên phía trước ha. Thì mình nghĩ rằng là trong cái tháng 3 này á, song ngư sẽ còn gặp phải một số cái vấn đề về cái việc là mình không được đánh giá cao, hoặc là mình bị hạ thấp, hoặc là mình bị dìm hàng, hoặc là mình có những cái vấn đề không vui nó sẽ xảy ra, bởi vì nó đang vào cái chu kỳ đó là nó kết thúc những cái thứ tiêu cực, những cái thứ xấu trong cái cuộc sống của mình để nó mới có thể nó mấp mé trong cái vấn đề là bước qua một cái gì đó mới ha, bước qua một cái gì đó tuyệt vời, hoặc là bước qua một cái sự khởi đầu mới, với cái niềm tin mới, với một cái sự tươi sáng mới ha. Thì trong cái khoảng thời gian đó mình nghĩ rằng nó sẽ bắt đầu có những cái hạt giống mà nó đã cũ, hoặc là nó đã mang cái sự tiêu cực mà mình đã ươm mầm lâu rồi, thì bây giờ nó sẽ trổ hoa, hoặc là nó sẽ hiện ra những cái điều đó, thì mình sẽ cần phải đón những cái điều đó ha. Thì cái người mà đến với song ngư vào tháng 3 mình nghĩ đó là một showmate của song ngư nhé. Mình nghĩ đó là một showmate của bạn, và mình thấy rằng là bạn được cái người này theo đuổi ha. Bạn được cái người này theo đuổi. Mình nghĩ rằng là cái vấn đề về cái tiền bạc hoặc là cái sự tập trung về cái công việc của bạn trong tháng 3 nó cũng rất là nhiều ha. Và mình nghĩ rằng bạn là một người có thể rằng là tự tin về bản thân mình hơn rất là nhiều, hoặc là bạn tập trung vào cái vật chất và tập trung vào cái công việc ha. Vì vậy cho nên là nó càng làm cho bạn có một cái sức hút hơn ha. Và bạn hiểu được cái giá trị của mình, how beautiful you are ha. Bạn hiểu được cái giá trị của bản thân mình. Mình sống mỗi ngày, mình tận hưởng cái giây phút của cuộc sống của mình ha, giống như là mình thưởng thức cái đóa hoa này, vân vân ha. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái trải bài của song ngư ở đây ha, mong rằng nó sẽ giúp ích được các bạn. Và tiếp theo mình sẽ qua cái trải bài của song ngư và đếm bọt cảm. Ok, xin chào mừng các bạn đến với dự đoán tháng 3 tình cảm cung bọ cạp. Thì ở đây ha, hiện tại mình đã có trải bài về cái cung bọ cạp. Và trước khi mà đi đến cái trải bài này thì mình xin giới thiệu một cái thông tin về cái bộ bài mà đầu tay mà mình phát hành ha, bộ bài Action and Love, và nó giúp ích rất nhiều trong tất cả những cái trải bài về tình cảm của mình. Và mình muốn share cái điều này với các bạn. Vì vậy cho nên các bạn nào mà có hứng thú với cái bộ bài này thì các bạn có thể ở dưới có cái đường link về Facebook của mình, thì bạn hãy liên hệ về Facebook của mình nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu cái tình cảm của bọ cạp tháng 3 ha. Ở đây á, thì mình thấy rằng á, tự chung á, về cái tình cảm cái tháng 3 của bạn á, mình thấy của bọ cạp rất là đẹp. Về cái nguồn năng lượng bản thân của bạn á, thì mình thấy rằng bạn có cái sự hài lòng mạnh mẽ, và giống như bạn có thể bạn đã trải qua một cái khoảng thời gian mà học được rất là nhiều điều từ trong tình cảm nè. Bởi vì mình thấy một cái sức sống mới, một cái sự hoàn thành, hoàn tất một cái việc gì đó trong cái quá khứ, thay đổi được một số cái
cái cách suy nghĩ hoặc là cái lề lối trong bản thân mình hoặc là những cái yếu mềm trong bản thân mình. Và mình thấy rằng có những thứ vừa rồi nó đã tiết lộ tháng 3, có thể tháng 3 hoặc là vừa rồi nó đã tiết lộ cho bạn rất là nhiều trong cái cuộc sống của mình, trong những cái tình cảm, trong những cái cảm xúc. Và mình thấy bạn có một cái sự dứt bỏ hoặc ra đi khỏi một cái mối quan hệ cũ nào đó trong cái quá khứ, và hiện tại á, thì mình thấy rằng có thể là vẫn còn tồn đọng đâu đó những cái nỗi sợ trong bạn và những cái suy nghĩ về trong bạn, nhưng mà tháng 3 này nó sẽ diễn ra một cái sự thay đổi, những cái sự biến chuyển để mà lấy lại cái sự tự tin hơn trong cái cuộc sống của mình. Mình thấy có một cái tình cảm với ai đó, có thể là một tình cảm mới hoặc là một người nào đó từ quá khứ trở về. Và mình thấy rằng trong cái vấn đề tình cảm của các bạn hay có, mình nghĩ rằng cái người cũ á, về những cái vấn đề của người cũ hoặc là những cái vấn đề nào mà nó còn đang tồn đọng trong bạn, những cái tiêu cực, bạn cần phải tha thứ và học cái bài học của mình để mình được trọn vẹn và mình cân bằng lại cái cuộc sống của mình. Mình thấy tháng 3 về nguồn năng lượng của bạn rất là cân bằng về cái việc đó là cảm xúc và những cái thứ trên cái thực tế, trên cái thế giới này, công việc hay là bất cứ cái điều gì đó, và bạn có những cái lòng tin hoặc là bạn có những cái sức mạnh để bạn muốn tiến lên phía trước, hoặc là bạn thử thách bản thân mình, bạn vào cái khoảng thời gian mà đủ cái sức lực để mà thử thách hoặc bước vào một cái chu kỳ mới trong cái tình cảm của bạn á, thì có thể rằng bạn sẽ có nhiều cái thời gian hơn với những cái người yêu hoặc là tình yêu của bạn, có nhiều cái thời gian bên nhau hơn hoặc là trò chuyện với nhau hơn. Mình thấy rằng cái lối mòn trong cái việc yêu đương á, thì nó hay có những cái sự giấu giếm về cái cảm xúc của mình, không có sống thật với bản thân mình, xong có không có sống thật với lại không có nói thật cái cảm xúc của lòng mình cho cái người kia. Vì vậy cho nên là mình cần phải có cái sự share những cái cảm xúc, cái feeling, cái tình yêu mình cho cái người đó, người yêu của mình biết. Và thậm chí là mình nên có những cái sự rõ ràng yêu cầu một cái vấn đề, một số cái điều gì đó để làm cho cái mối quan hệ của mình nó thêm khăng khít và vui vẻ, bởi vì đôi khi người khác không đoán được điều bạn muốn, và hãy để cho bạn cái người đó biết được là bạn muốn cái điều gì trong cái cuộc sống này một cách rõ ràng. Mình thấy trong cái chuyện tình cảm á, thì bạn hoàn toàn tự tin và bạn hoàn toàn rất là sáng rực rỡ và rất là được nhiều người khác xung quanh biết tới, để ý tới, hoặc là bạn thành công trong một vấn đề nào đó và bạn có được một một cái sự vang danh nào đó nhất định. Và mình thấy rằng bạn vừa tự tin nè, vừa năng động nè, vừa tạo cái sức hút cuốn hút cho cái người kia nè, nhưng lại vừa ẩn chứa cái sự dịu dàng của cái dòng nước nè, cảm xúc dịu dàng vân vân. Và mình thấy rằng có một vấn đề rất tốt trong cái chuyện tình cảm của bạn, đó là có một cái sự thay đổi về cái cách suy nghĩ nào đó ở đây, không có còn phong tỏa cái ý kiến của bản thân hoặc là chỉ giữ khư khư cái ý kiến của bản thân mình ha. Mình nghĩ rằng bạn có những cái sự sẵn sàng để tiến vào cái tình cảm sau một cái khoảng thời gian có thể là độc thân, hoặc là sau một cái khoảng thời gian cảm thấy là vật chất đã đủ với mình hả? Còn trong cái mối quan hệ cũ thì bạn mang đến một cái sự bạn có một cái sự giá trị nhất định của mình, cái sự kiêu ngạo của mình để mà thu hút lại cái người kia, hoặc là có một cái mối quan hệ nào đó đến với mình. Bạn có cái cách nhìn mới ha, thay đổi cái cách nhìn, không còn quá tù túng nữa, và hướng ra bên ngoài, hướng ra với những cái điều ở tổng quát hơn, rộng lớn hơn. Bạn được theo đuổi, bạn sống một cái cuộc sống rất là tự do tự tại ha, và bạn có nhiều cái mối quan hệ bạn bè, bạn có nhiều cái sự nhiều nhiều người bạn xung quanh của mình, hoặc là cái mối quan hệ tình cảm này nó bắt nguồn từ bạn bè, và
ở đây có một cái sự chi phối của những đứa trẻ, thì có thể là từ bạn hoặc là từ cái người mà sắp tới sẽ đến với bạn, và cũng có thể rằng là trong cái tháng này bạn bạn cần phải trông nom hay là chăm sóc những đứa trẻ. Và mình thấy trong cái tình cảm mới này, trong cái tình cảm mà cái người này quay về hoặc người mới này, nó có rất là nhiều cái sự thu hút với nhau, nhưng mà nó chỉ là bước đầu trong cái tình cảm, mình cần phải cố gắng. Ba, mình thấy cái nguồn năng lượng của bạn rất tốt, có niềm vui, có những cái niềm vui xung quanh những đứa trẻ, hoặc là có bắt đầu có những cái sự sống động hơn trong cái cuộc sống của mình, có những cái sự mong muốn, hoặc là muốn đi chơi, hoặc là muốn vui vẻ, hoặc là có những cái mong ước, những cái ước mơ, những cái đam mê, hoặc những cái điều gì đó nó thu hút trong cái cuộc sống của bạn. Và mình thấy rằng tháng 3 là tháng của những cái kế hoạch và những cái sự hành động mà bạn đang rất là để tâm hoặc là dồn tâm huyết của mình vào đó. Và cái tháng 3 này là cái tháng nó có sự thay đổi đều đặn, nhưng mà chậm chậm rãi, đều đặn và tích cực cho bạn. Nó không phải có một cái sự thay đổi, một cái ào, một cái thay đổi qua, mà nó sẽ là từ từ, từng bước một, nhưng mà từ từ mọi thứ nó sẽ đều đặn hơn ha. Và mình nghĩ tháng 3 cũng là một cái tháng đánh dấu một cái cột mốc đối với bạn trong cái cuộc sống này, có thể là kết thúc một cái điều gì đó cũ và bước qua một cái điều gì đó mới trong cái năng lượng của mình, hoặc là mở mở ra, hoặc là bắt đầu một cái kế hoạch gì đó mới mẻ trong cái cuộc sống của mình ha, hoặc là bước đến chinh phục một cái vị trí mới trong cái cuộc sống của mình, một cái cơ hội gì đó mới. Và mình thấy tháng 3 này bạn cũng sẽ có bị một số cái sự ganh tị, hoặc là một số cái sự thị phi của ai đó, từ đồng nghiệp hoặc bạn bè hoặc vân vân, bất cứ ai ha. Về những cái điều đó thì mình nghĩ rằng bạn nên tập trung vào chính bản thân mình, một cái sự bình yên của bản thân mình, sự nhân từ của bản thân mình, niềm vui trong bản thân mình, không có cần để tâm đến những cái người mà đi nói xấu sau lưng của mình ha. Và nếu như mà bạn đang trong cái sự mấp mé muốn quyết định một cái điều gì đó thì hãy quyết định đi, bởi vì tháng 3 này nó sẽ ổn cho bạn để bạn có thể có được một cái quyết định nào đó, hoặc là có một cái sự cân bằng nào đó ha. Và mình nghĩ rằng là mọi thứ nó sẽ tốt cho bạn, sẽ tốt cho bạn trong tháng 3, và bạn cần phải kiên nhẫn hơn nữa ha. Vì mọi thứ mình nói rồi, nó sẽ đều đặn và nó sẽ từ từ, chứ nó không có ngay lập tức. Vì vậy cho nên là phải kiên nhẫn. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài của bò cạp ở đây ha. Ok, xin chào các bạn đến với cái trải bài tháng 3 tình cảm của cự giải. Thì ở đây á, trước khi mình vào cái trải bài tình cảm tháng 3 ha, thì mình cũng xin gửi đến cái thông tin, đó là cái bộ bài mà mình phát hành liên quan về tình cảm, và nó giúp ích được rất là nhiều trong những cái trải bài của mình. Và mình muốn share cái nội dung cũng như là những cái điều trong cái trải bài này để giúp ích cho các bạn nào mà muốn xin cái lời khuyên, hoặc là muốn hỏi một số cái câu hỏi liên quan về tình cảm. Ví dụ như là liệu cái mối quan hệ này của tôi có phải mối quan hệ ba người không, hoặc tôi làm cần làm gì trong lúc này, hoặc vân vân ha. Thì nó có kèm theo cả cái video YouTube mà chính bản thân mình sẽ giải thích từng lá bài cho các bạn dễ hiểu. Thì nếu như bạn nào mà có yêu thích hoặc là có mong muốn sở hữu cái bộ bài này á, thì inbox cái Facebook cho mình ha, mình sẽ để cái thông tin Facebook ở phía dưới ha. Và mình chỉ có gom những bạn đăng ký trong khoảng 10 ngày thôi, chứ mình không, sau đó thì mình sẽ không có phát hành nữa ha. Thì bây giờ mình sẽ đến với lại cái tình cảm của cự giải tháng 3 ha. Mình sẽ xem coi cự giải sẽ có những cái điều gì vào cái tháng 3 này trong cái tình cảm ha. Ở đây mình thấy một cái thông điệp, đó là thật ra bạn vẫn còn nhìn về quá khứ rất là nhiều. Bạn có cái nguồn năng lượng của bản thân mình là còn phụ thuộc vào cái cảm xúc với những cái điều trong cái quá khứ rất là nhiều ha. Những cái vấn đề trong cái quá khứ nó rất là ảnh hưởng đến bạn,
Mặc dù là ở trong cái hiện tại á, bạn đã bước vào cái giai đoạn để chữa lành bản thân mình, để mà tỏa sáng bản thân mình, để mà tìm lại cái nguồn năng lượng và sự tự tin riêng của bản thân mình. Thì nhưng mà vẫn tồn tại đâu đó, bạn vẫn còn những cái điều trong cái quá khứ. Bạn cần phải say sorry, có nghĩa là bạn cần phải nhận lỗi hoặc là chấp nhận một cái điều gì đó đối với cái mối quan hệ cũ ha, mà nó đã lỡ có những cái vấn đề không vui xảy ra. Và để mà giữ cho cái hòa khí này nó tốt thì bạn đừng có đi đến cái sự cãi nhau hoặc là gọi là tranh đấu với nhau, điều đó nó không có tốt. Và mình thấy rằng cái tháng 3 này của bạn sẽ có những cái cơ hội để bạn có thể trải cái lòng mình, nói lên cái lòng mình, sẽ có những cái cơ hội nó tuyệt vời hơn, nó lãng mạn hơn, hoặc là có một cái chuyến đi đâu đó giữa hai người. Và mình thấy rằng đó là bạn cần phải có được một cái những cái hiểu rõ bản thân mình hơn về cái cảm xúc của bản thân mình, để mà bạn có thể tiến gần đến cái người yêu của mình, hoặc là mở lòng với cái người yêu của mình nhiều hơn. Cái giai đoạn tháng 3 này mình thấy nếu một số bạn nào mà đang trong cái sự thay đổi, không có gặp cái người yêu mà mình mong muốn á, thì sẽ có cái cơ hội để gặp lại, để trò chuyện, để nói lại. Còn đối với những bạn nào mà đang trong cái mối quan hệ rồi, sẽ có những cái cơ hội rất là tuyệt vời ha, đi đâu đó một cái chuyến đi, một cái sự hâm nóng tình cảm. Và mình thấy cái tháng 3 này bạn cũng có cái sự tập trung trong công việc, hoặc là tiền bạc nó, tài chính nó cũng là một cái vấn đề quan trọng để bạn có phải phân tâm và tập trung vào đó. Mình thấy rằng á, cái tháng 3 này á, sẽ chủ trương vào cái việc đó là bạn cần phải hành động, cần phải mở ra một cái giai đoạn mới trong cái mối quan hệ hoặc là trong cái tình cảm của bản thân mình. Bởi vì sau một cái thời gian là bạn đã im hơi lặng tiếng, hoặc là những cái cơ hội nó chưa có hoàn toàn chín mùi, thì bây giờ nó đã chín mùi. Mình thấy rằng bạn bạn thường hay quan sát và thụ động nhiều hơn, bạn sống trong cái nội tâm nhiều hơn, và đã đến lúc những cái sức mạnh hoặc là những cái cơ hội nó đến để bạn có thể bắt lấy những cái cơ hội đó. Có một cái luồng năng lượng, một cái sức mạnh nào đó nó đến để nó giúp cho bạn có được cái ước mơ của bạn, cái giấc mơ của bạn nó sẽ thành sự thật. Vì vậy cái vấn đề của bạn ở đây đó là bạn cần phải share cái tình cảm của mình, bạn cần phải nói lên cái cảm xúc của mình, bạn cần phải tỏa sáng, cần phải tự tin vào bản thân mình, cần phải bước ra những cái nguồn năng lượng cũ, những cái vấn đề về không vui vẻ, thay đổi cái cách nhìn, cách tập trung vào trong cái cuộc sống của mình. Có thể trong quá khứ ha, mình thấy rằng vừa qua hoặc là trong quá khứ bạn trải qua nhiều cái sự mất mát hoặc đau khổ về tình cảm, hoặc là những cái sự cãi nhau, hoặc là không vui vẻ, gia đình xào xáo vân vân. Thì mình thấy rằng ở đây nó có được một cái có nghĩa rằng bạn đang sống tập trung nhiều quá vào cái mặt vật chất, lý trí vân vân, bạn chưa có tập trung vào cái cảm xúc, bạn chưa có tập trung để mà làm sống dậy cái cảm xúc, khơi nguồn cái cảm xúc yêu thương của mình trong cái tháng 3. Thì tháng 3 mình thấy có cái sự bắt đầu. Nếu như bạn chưa sẵn sàng thì tháng 3 sẽ có cái cơ hội để cho bạn sẵn sàng. Tháng 3 mình thấy rằng sẽ có những cái thành công nào đó trong cái cuộc sống của bạn. Bạn sẽ bước qua ra khỏi được một cái vùng bóng tối, một cái khoảng không gian tối trong cái tâm hồn, trong cái linh hồn của mình, một cái nỗi sợ, những cái nguồn năng lượng về cái sự sợ hãi nó sẽ chảy qua bạn trong cái thời gian tháng tháng 3 này, để bạn có thể tìm được cái bình yên của bản thân mình và tiến đến được một cái sự chinh phục, một cái hạnh phúc ha. Thì cái tháng 3 này nó chủ trương vào cái việc đó là bạn bạn đi tìm cái nguồn năng lượng của mình, nó chủ trương vào cái việc bạn đóng một cái cánh cửa nào đó cũ, rời khỏi những cái điều đó cũ của quá khứ mà nó còn đang vướng vấp lại, bởi vì bạn cần phải có trách nhiệm, hoặc cần phải có nó níu giữ bạn lại vì một số vấn đề nào đó. Thì ở đây tháng 3 là cái tháng mà để bạn có thể là cắt bỏ, gạt bớt, dẹp dẹp hết để tiến đến cái nguồn năng lượng mới, một cái sự bình yên mới ha. Và mình thấy rằng là tháng 3 bạn sẽ có những cái sự thành công, hoặc là sẽ là một người được yêu thương ha. Ở đây có những cái vấn đề nó cũng rất là lãng mạn, như là bạn sẽ có những cái chuyến đi hoặc là những cái khoảng thời gian rất là lãng mạn ha.
và mình thấy bạn chưa có chấp nhận tình cảm hay là một cái điều gì đó trong cái tình cảm chưa hoàn toàn mở rộng lòng mình để chấp nhận, hoặc là còn giấu giếm cảm xúc của mình, thì bây giờ bạn hãy đi 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 thắp lên cái niềm đam mê đó đi ha, và say yes với một trong cái tình cảm đi, đừng sợ hãi. Say yes, và nếu như mà cần thiết thì hãy tha thứ và say sorry với lại những cái điều nào mà mình cảm thấy không phù hợp với mình, để mà kết thúc những cái điều đó. Và mình thấy rằng có thể một số bạn thì sẽ là say sorry với một ai đó và say yes với một người khác ha, thì tự chung thì đều là những cái vấn đề tự bản thân mình có một cái sự rõ ràng quyết định, và mình cần phải dọn dẹp cái đống cho tàn cũ để mà hành động cho tình cảm, gửi tình cảm đi, chia sẻ tình cảm nhiều hơn từ bản thân mình ha, bởi vì mình đang thụ động, hoặc là mình đang chưa nắm bắt cơ hội, hoặc mình đang còn trong nguồn năng lượng mà nó đang rất là thụ động ha, chưa có vượt ra khỏi được cái khoảng thời gian thụ động đó. Có thể rằng bạn thể hiện cái tình cảm của mình thông qua những cái món quà, hoặc là bạn gửi tặng quà cho ai đó, hoặc là bạn sẽ nhận được được tặng quà ha. Và hãy thư giãn, hãy tìm những cái khoảng thời gian để mà mình thư giãn. Mình thấy rằng tháng 3 này là bạn rất là nhiều cái cảm xúc về cái sự hạnh phúc, về cái giấc mơ trở thành hiện thực, về về cái việc là mình say đắm với một cái tình cảm nào đó, mình có một cái sự mong muốn cái tình cảm nào đó, có ai đó bước vào cuộc sống mình, hoặc là có ai đó để khơi dậy một số cái cảm xúc trong bản thân mình rất là mãnh liệt, mà mình thường hay chôn giấu và mình không lắng nghe cái sự thôi thúc đó trong bản thân của mình ha. Và mình xin kết thúc cái trải bài ở đây ha.